Vâng, chị vừa dùng một dòng máy rửa xe để có thể rửa lên bức tường và bức tường sau đó đã được loại bỏ rong rêu. Bây giờ, quý bà con hãy cùng chị để cùng khám phá xem đây là thương hiệu dòng máy rửa xe gì nhé. Và đây là dòng máy xịt rửa cao áp mà chị muốn giới thiệu cho quý bà con. Đó là đến từ thương hiệu Toàn Phát với mã là TB2800. Và với dòng máy này, với công suất lên đến 2800W, cũng như là áp lực làm việc là 143, motor làm từ 100% là lõi đồng, và chị tin chắc rằng máy sẽ hoạt động êm ái và bền bỉ, cũng như là vận hành dễ dàng trong quá trình rửa xe. Sau đây chị sẽ bắt đầu lắp ráp máy cũng như là giới thiệu từng phụ kiện cho quý bà con cùng xem. Đầu tiên đó là dây hút nước mà Toàn Phát đã cung cấp cho quý bà con, dài lên đến 1,5 mét. Và một đầu bà con sẽ gắn trực tiếp vào xô nước của mình, đầu còn lại bà con sẽ kết nối với thân máy. Và sau khi đã lắp xong đường nước vào, chị sẽ lắp thêm đường nước ra, thì bà con sẽ cần một dây xịt cao áp dài lên đến 8 mét. Và cách lắp như sau. Một đầu bà con sẽ gắn vào thân máy. Và đầu còn lại, bà con sẽ gắn vào súng phun nước. Và chỉ trong một thời gian ngắn thì chị đã lắp ráp xong rồi. Sau khi đã lắp ráp xong thì quý bà con hãy cùng theo chị để có thể test trực tiếp dòng máy này nhé. Sau khi đã ghim điện cũng như là bật công tắc lên thì bây giờ quý bà con có thể sử dụng được rồi. Bây giờ chị sẽ test trực tiếp lên xe cho quý bà con cùng xem nhé. Ngoài ra thì bà con còn có thể điều chỉnh được độ mạnh nhẹ của áp lực trực tiếp lên máy. Và hạn chế cho xe không bị tróc sơn. Sau khi đã test máy xong thì bà con có thể thấy rằng máy được vận hành dễ dàng, êm ái và bền bỉ. Và đặc biệt, nếu như bà con muốn mua dòng máy này thì bà con hãy gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình cũng như là đặt hàng trên website thegioimay.vn. Khi mua dòng máy Toàn Phát TB2800 này tại Thế Giới Máy, bà con sẽ được đảm bảo 100% là hàng chính hãng với chất lượng và giá cả phải chăng. Và đặc biệt, chúng tôi bảo hành dòng máy này lên đến 12 tháng cho quý bà con, cùng với đó là vận chuyển hàng trên toàn quốc. Đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn nút like để đón chờ những video mới nhất của Ngọc Chi. Ngọc Chi xin mến chào và hẹn gặp lại quý bà con.